Kính chào quý vị. Một lần nữa tôi là bác sĩ Trương Hiệp, bác sĩ sản phụ khoa, làm việc tại Miyako Medical Clinic. Để cho quý vị nào đã không xem phần đầu tiên của chương trình thì tôi xin lặp lại. Hôm nay chúng ta nói về triệu chứng của các bệnh phụ nữ từ giai đoạn 40 tuổi cho đến 60 tuổi. Thưa quý vị, trong phần đầu thì chúng tôi đã nói về bệnh rong kinh vào cái tuổi 40 trở đi. Thì chúng ta đã nói về sơ về cái nguyên do tại sao những cái triệu chứng như là kinh nguyệt bất thường, rong kinh hoặc chảy máu quá nhiều. Và sau đây thì tôi cũng nói đến một cái đề tài mà có lẽ cũng trong những cái tuổi 40 đến 50 mà rất ít quý vị bác sĩ trình bày cho quý vị, đó là bệnh tiền kinh. Tiền kinh dịch một cách hơi gọi là phôi thai. Cho cái chữ của tiếng Mỹ là premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome là gì? Là những triệu chứng của quý vị trước khi hành kinh. Có những người lâu lâu họ bị vài tháng bị một lần, và có những vị thì bị hàng tháng, tức là hàng chu kỳ. Cứ vào khoảng, nếu nói một cách tổng trung bình thì thường thường 7 đến 80% phụ nữ vào cái tuổi 40 trở đi, và nhiều khi có những cái phụ nữ từ tuổi 35 trở đi đã có những triệu chứng này, tức là triệu chứng mà quý vị cảm thấy hay buồn tủi, nóng giận, và sình bụng, nhức đầu, có những cái triệu chứng đó, và những triệu chứng mà mỗi lần có kinh kỳ là quý vị bị, tức là khoảng từ 1 đến 2 tuần trước khi có kinh là quý vị đã bắt đầu cảm thấy cái sự thay đổi này, và nhiều khi nó đi đến những cái trạng thái cực kỳ nặng như là đánh đập người khác, hung dữ, chửi bới, và nhiều khi không làm việc được. Đó là những triệu chứng rất là nặng. Và trong sách vở thì có những cái trường hợp mà người phụ nữ đó có thể đem đến sát hại người chung quanh của mình. Thưa quý vị, những giả thuyết nào đưa ra để giải thích những cái triệu chứng thay đổi đó trước những cái ngày có kinh? Rất nhiều giả thuyết quý vị ạ. Có người thì có những cái giả thuyết cho rằng là cái sự thay đổi của hormone estrogen và progesterone, cái tương quan của hai cái hormone đó nó bị xáo trộn quá nhiều, đưa đến những cái xáo trộn của chất endorphin ở trên óc. Chất endorphin là gì? Nếu quý vị nào thường nghe đài thì chắc có lẽ cũng đã nghe đến các bác sĩ nói về endorphin. Endorphin là một cái kích thích tố nó ảnh hưởng lên óc và đưa đến cái sự sảng khoái, tức là cảm thấy mình vui vẻ, mình hài lòng với cái đời sống hàng ngày, hoặc là với tất cả những cái chuyện xảy ra xung quanh mình. Thì cái chất endorphin đó được tiết rất nhiều khi quý vị, thí dụ quý vị tập thể thao, những ngày quý vị đi gym tập nửa tiếng tiếng thì về cảm thấy sảng khoái và cảm thấy vui ở đời, yêu đời hơn. Cái đó nó họ cho thấy rằng sau khi tập thể thao thì cái chất endorphin đó được đo và thấy nó lên cao rất nhiều. Thì đó là một cái hiện tượng, và dựa trên những cái bài khảo cứu đó thì họ đưa ra rằng những cái người mà bị cái bệnh premenstrual syndrome, tôi tạm dịch là tiền kinh, thì họ bị cái endorphin, chất endorphin đó giảm khá nhiều ở trên óc, và đưa đến tình trạng nhiều khi trầm cảm, nhiều khi như tôi nói giận dữ, thay đổi tính tình một cách bất chợt, và cảm thấy mình không có hài lòng với đời sống của mình, và đã có những người cũng đã tự tử vào những cái thời gian đó, tức là tiền mãn kinh. Nói chung thì 7 đến 80% những người phụ nữ bị cái bệnh tiền kinh đó một cách tương đối nhẹ hoặc là cũng chung chung mà thôi. Và thường thường những cái trường hợp đó khi nặng thì chúng tôi có thể, thứ nhất, hỗ trợ bằng cách gửi quý vị đi đến một người bác sĩ về về tâm lý học để xem quý vị có cái bệnh trầm cảm hay là chỉ vì lý do tiền kinh mà thôi. Tại vì như quý vị cũng biết, cái bệnh trầm cảm rất là nguy hiểm, và nếu chúng ta cứ nghĩ là do cái premenstrual syndrome mà quên lãng đi là người bệnh nhân đó có cái bệnh trầm cảm và người ta có thể tự tử vì lý do đó. Thành bao giờ chúng tôi, nếu những người bị nặng
thường thường chúng tôi gửi đến bác sĩ một tâm lý học để tham vấn. Thứ hai nữa là quý vị nên báo với tất cả các người chung quanh mình, nhất là chồng mình hoặc con mình, là nhất là khi nó lớn một chút, giải thích cho nó rằng mẹ qua những cái thời kỳ khi mà trước khi có kinh có những cái rối loạn như vậy, thì để báo cho người ta biết và người ta sẽ thông cảm nhiều hơn và thường thường đưa đến ít xô xát hơn. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể nói chuyện với bác sĩ, và có thể có những trường hợp mà chúng tôi viết thuốc ngừa thai hoặc là thuốc trợ giúp hormone để nghĩa là tạo sự quân bình hóa lại hai cái yếu tố mà tôi nói trước đây, tức là estrogen và progesterone. Thường thường thuốc ngừa thai là cái thuốc mà tôi nói là có vài lần tôi nói là cũng là thần dược. Thưa quý vị, có đúng thật là thuốc ngừa thai có thể làm quân bình hóa hai cái hormone đó và đưa đến một cái sự gọi là tương quan khá đều giữa hai cái yếu tố đó và sẽ giảm những cái triệu chứng như vậy. Tuy nhiên có một số trường hợp nặng hơn thì có lẽ không đủ và thường thường nhiều khi phải dùng đến thuốc bệnh trầm cảm. Và thường thường các bác sĩ thường thường sẽ ngồi với quý vị nói nhiều hơn về cách sử dụng cái thuốc chống cái sự trầm cảm đó trong những trường hợp mà tiền kinh nặng nề. Và thường thường chúng tôi thường hay khuyên bệnh nhân những cái thuốc mà để trị những cái bệnh mà trầm cảm bây giờ rất là tân tiến và ít phản ứng phụ. Và thưa quý vị, nếu được dùng một cách đúng đắn, không có lý do nào quý vị phải lo sợ là sẽ gọi là nghiền thuốc quý vị ạ. Tại vì hiện nay những cái thuốc mới ra đời từ khoảng 10-15 năm nay rất là tốt để chữa bệnh trầm cảm. Ngoài ra thì chúng ta có thể nói đến trong cái lứa tuổi đó, nói đến những cái vấn đề sức khỏe khác. Chúng ta cũng phải nói đến vấn đề khám định kỳ và gìn giữ sức khỏe như thế nào. Thì thưa quý vị, cho vào cái tuổi đó thì quý vị nói chung cũng vẫn còn sung sức lắm, nhưng mà quý vị cũng phải bắt đầu có những cái cuộc thử máu hàng năm để xem mình có bị tiểu đường, mình có bị áp huyết không, bị cholesterol không. Và ngoài ra cũng là cái lúc mà quý vị phải đi khám định kỳ về sản phụ khoa. Thì thưa quý vị, trong cái vấn đề khám sản phụ khoa thì quý vị đã mấy năm nay nghe rất nhiều về bàn luận về khi nào chúng ta làm pap smear, tức là truy tầm ung thư cổ tử cung. Thưa quý vị, những cái sự thay đổi này nó thay đổi cũng khá nhiều và cứ vài năm lại thay đổi. Thành ra chúng tôi, bác sĩ sản phụ khoa cũng nhiều khi cũng nhức đầu. Tuy nhiên trên đài thì tôi nói một cách ngắn gọn là vào cái tuổi 40 tuổi, nếu quý vị từ trước đến nay không có một cái pap smear nào, truy tầm ung thư cổ tử cung nào bất bình thường cả, thì quý vị chỉ cần đến khám làm pap smear 2 đến 3 năm một lần. Nhưng quý vị vẫn khám định kỳ mỗi năm. Khi chúng tôi khám định kỳ mỗi năm thì chúng tôi làm gì? Ngoài khi làm pap smear, tức là truy tầm ung thư cổ tử cung, chúng tôi còn khám quý vị bằng tay để và cái mỏ vịt để xem quý vị có nhiễm trùng ở trong âm đạo hay không. Và ngoài ra cũng khám để xem quý vị có bíu của dạ con cũng như bíu của buồng trứng. Và cũng là cùng một lúc dịp đó là chúng tôi sẽ nói về quý vị những cái gìn giữ về sức khỏe như thế nào để cho có một cuộc đời sống tốt về sức khỏe, nhất là về sức khỏe. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình ở đây và sẽ trở lại sau phần quảng cáo của đài.